tiếp nối thành công của kỳ thi Cambridge Assessment English 2020 tại thành phố Buôn Mê Thuột. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, đông đảo các bạn học sinh trung học cơ sở đến từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã có mặt tại trường liên cấp ngôi sao thành phố Hà Nội để tham dự kỳ thi Cambridge English A2 Key 4 School do hệ thống Anh ngữ Ocean Edu phối hợp cùng Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ. Là một trong 4 chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, A2 Key 4 School cho thấy khả năng của học sinh trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp những tình huống cần thiết khi đi du lịch, cũng như học tập và làm việc. Kỳ thi sẽ kiểm tra cả 4 kỹ năng tiếng Anh, nghe, nói, đọc, viết. A2 Key 4 School là chương trình học tiếp nối sau Cambridge Young Learner English và cũng là điểm khởi đầu tốt để những bạn trẻ lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh. Bài kiểm tra này giúp học sinh tự tin để tiếp tục học cho các kỳ thi tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Mình cũng hướng cho cháu học tiếng Anh từ bé và cháu cũng rất là đam mê. Thì hôm nay đến thì cũng thi chứng chỉ và kiểm tra trình độ của cháu. Thì mục tiêu của gia đình cũng muốn hướng cháu thành thạo tiếng Anh để sau này trở thành công dân quốc tế, có thể là tìm kiếm cơ hội đi du học ở nước ngoài. Chị thấy là về công tác tổ chức thì rất là chu đáo, cẩn thận, hướng dẫn các cháu từng ly từng tí. Và cái kỳ thi này thì cũng để thể hiện cho các con biết được cái năng lực tiếng Anh của mình đến đâu, và cái kỳ vọng của mình thì cũng muốn cháu đạt cái kết quả cao trong kỳ thi này và nhận được cái chứng chỉ Cambridge. Bằng uy tín và kinh nghiệm hơn 13 năm đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và năng lực tổ chức thành công hàng loạt các kỳ thi lớn trước đó, kỳ thi Cambridge A2 Key 4 Schools tại thành phố Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh và học sinh. Nhờ môi trường học tập tối ưu hóa việc sử dụng tiếng Anh trên lớp và ở nhà và được ôn luyện về format để thi mới cập nhật, các thí sinh đều bước vào kỳ thi với tâm thế hào hứng, tự tin, đặc biệt ở hai kỹ năng nghe và nói. Hôm nay là lần đầu tiên con đi thi nhưng mà không hề cảm thấy bỡ ngỡ, bởi vì các thầy cô hướng dẫn rất là tận tình chỉ bảo con, nên là hôm nay kết thúc kỳ thi phần thi speaking thì con cảm thấy rất vui. Mới đầu là có hơi sợ sợ một chút nhưng mà nhờ có cái sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú phụ trách, các cô chú staff với lại mọi người xung quanh rất là kiểu hòa đồng thân thiện thì cũng thấy kiểu vui hơn, hào hứng hơn. Kỳ thi hôm nay thì lúc đầu em cảm thấy hơi lo lắng nhưng mà qua phần speaking thì em cảm thấy thích thú và vui hơn. Trước lúc thi thì con rất là hồi hộp và háo hức, nhưng mà sau khi thi xong nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô thì con đã thực hiện tốt phần thi của mình. My feeling is very happy and very proud because I can join this competition to improve my vocabulary, grammar, about my skill, improve my skill. So I wish everyone have a good competition. Cambridge English trở thành công cụ đánh giá sự tiến bộ của người học ngoại ngữ, đồng thời giúp các em có được khởi đầu tự tin trước khi tham gia các kỳ thi ở cấp độ cao hơn như IELTS, TOEFL và TOEIC. Chứng chỉ Cambridge English có giá trị vĩnh viễn và được công nhận bởi hơn 20.000 tổ chức giáo dục trên toàn cầu, tăng cơ hội tiếp cận học bổng và các chương trình giáo dục chuẩn quốc tế. Hãy cùng đón chờ kỳ thi tiếp theo của hệ thống Anh ngữ Ocean Edu sẽ đến với nhiều bạn nhỏ hơn nữa tại thành phố Vinh vào ngày 8 tháng 11 sắp tới nhé!